Hạnh phúc lan xa duyên tìm bên ta, mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Người hôn phối từ Ngọc Lâm, quốc tịch Hà Lan, đã học tiếng Hoa 10 năm rồi. Nhưng chỗ hay nhất của anh là lấy tập thơ sở từ rất khó hiểu dịch sang tiếng Hà Lan, còn biên tập thành sách xuất bản ở Hà Lan, vì văn học cổ điển Trung Quốc là sở thích của anh. Dùng tiếng Hà Lan ngâm nga, thơ mà hôn phối Hà Lan từ Ngọc Lâm đọc thật là không đơn giản, là thơ sở từ cho anh phiên dịch. Nếu dịch nó sang tiếng Anh thì sẽ như thế nào? Ngày tháng thì sẽ không giống nhau. Ngày tháng sẽ tốt hơn, thời gian thì cũng tốt hơn. Ngay cả người Đài Loan cũng có thể nửa hiểu nửa không về thơ sở từ Từng Ngọc Long bỏ ra thời gian 2 năm dịch nó sang tiếng Hà Lan. Chỉ bởi vì văn học cổ điển Trung Quốc là sở thích của anh và anh muốn mang văn hay ý đẹp này giới thiệu cho người Hà Lan. Tôi biết tiếng Hà Lan và tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tôi cũng có thể hiểu, và tiếng Nga. Và có lẽ là 7 thứ tiếng. Anh có tính cả tiếng Hoa không? À, phải, còn tiếng Hoa, phải. Biết dịch trên 8 thứ ngôn ngữ đã là quá hay rồi. Ngọc Long còn biết đánh đàn, người nhiều tài năng như anh với chiều cao 2m 3 phân. Đến Đài Loan, anh không quen biết nhất là việc đi tàu điện ngầm. Nếu như người rất đông thì sẽ có cảm giác, phải, bị chàng ép. Một cái đầu ở ngay dưới đầu của tôi. Cho nên cảm thấy rất kỳ, phải. Từ Hà Lan đến Đài Loan, Ngọc Long nói chưa hoàn toàn thích nghi lắm. Nhưng vì người vợ ở Đài Loan mới cưới, anh sẽ cố gắng hòa nhập.